con nhiều, con vừa, ba loại bạn lề giảm chấn phổ biến giúp việc đóng mở cửa tủ trở nên nhẹ nhàng, êm ái và an toàn hơn. Để phân biệt rõ hơn đặc điểm từng loại bạn lề được sử dụng khi nào, trong video này Hoa Đạt sẽ giúp anh chị nhà xưởng, nhà máy, đại lý, khách hàng giải đáp những thắc mắc trên. Bản lề giảm chấn gồm có 3 loại, bản lề thẳng, cong vừa và cong nhiều. Bản lề thẳng là loại bản lề cấu tạo từ bản lề bậc thẳng và giảm chấn, thường sử dụng đối với vị trí khuất vách tủ, khi lắp ráp cánh tủ sẽ che hết toàn bộ phần cạnh tủ. Bản lề cong vừa là loại bản lề có cấu tạo từ bản lề bậc cong vừa và giảm chấn, sử dụng với hai tủ liền kề có chung một vách, khi lắp ráp cánh tủ sẽ che một bên nửa độ dài của cạnh tủ. Bản lề cong nhiều là loại bản lề có cấu tạo từ bản lề bậc cong nhiều và giảm chấn, sử dụng cho tủ sát tường, có tác dụng giúp cho tường với cánh cửa tủ không chạm và gây chảy xước khi lắp ráp cánh tủ lọc lòng trong cạnh tủ. Khi sử dụng bản lề giảm chấn mà sẽ không còn nghe thấy những tiếng ồn ào khó chịu như khi đóng mở tủ với bản lề thông thường. Bản lề giảm chấn có tác dụng mang lại độ bền đẹp cho tủ bếp qua nhiều năm tháng, tiết kiệm chi phí bảo hành bảo dưỡng. Me.